Châu xin chào cô chú anh chị và các bạn thân mến. Hiện giờ Châu đang ở sân bay quốc tế Sydney tên là Kingsford Smith, là sân bay quốc tế lớn nhất ở Úc. Cũng đã hơn 2 năm rồi Châu mới có dịp về Việt Nam vì dịch bệnh Covid. Biên giới đóng cửa, hôm nay thì Việt Nam và Úc cũng đã mở cửa trở lại. Chuyến bay của Châu sẽ cất cánh vào lúc 10 giờ 45 sáng, Châu phải dậy rất sớm để ra sân bay. Trước 3 tiếng vừa đến nơi đã thấy các cô chú anh chị người Việt đã đến đây xếp hàng từ trước rất là đông. Thủ tục cần hành lý, nhận vé máy bay và qua khâu hải quan kiểm soát mất khá nhiều thời gian. Sân bay ở Úc khá là lớn, có tổng cộng khoảng 75 cổng và phải mất ít nhất là 40 phút để đi từ cửa hải quan đến cổng máy bay Vietnam Airlines. Nếu các bạn muốn mua đồ duty free ở sân bay Úc thì các bạn nên đến sớm hơn từ 1 đến 2 tiếng nữa, là khoảng từ 4 đến 5 tiếng trước khi máy bay cất cánh. Bây giờ Châu và Nick đã lên máy bay rồi. Không có chờ lâu, vừa vô sân bay là làm thủ tục là đúng 3 tiếng lên luôn nè. Đây là chỗ ngồi của Châu với Nick. Đây là hàng phổ thông thôi, nhưng mà cũng thoải mái lắm. Đây mọi người đang chấp hành lý lên nè. Mấy em tiếp viên ở đây rất là dễ thương không? Trên máy bay thì có mấy quyển tạp chí cho mình xem nè. Cái bịch để mình có ai bị say máy bay á, cái này để cho mình cho mấy người mà bị nôn á. Đây là bàn ăn và khuya. Đó, mình ăn ở đây sao mình gấp lại, người ta cho mình một cái mền như là một cái gối tựa lưng. Là mọi người đã ổn định chỗ ngồi rồi, bây giờ mình chuẩn bị cất cánh. Chỗ mình bên đây trống một ghế nè. Bên đây là ở ngoài. Đây là view của thành phố Sydney nhìn từ trên cao. Các bạn có thể nhìn thấy nhà hát Opera House và cầu Harbour Bridge. Trên chuyến bay đa số là khách người Việt, nghe loáng thoáng những câu chuyện của các cô chú cũng vui. Ai nấy cũng nôn nao về Việt Nam gặp người thân, có người về luôn sau thời gian dài hết hợp đồng lao động, có người về Việt Nam du lịch hay thăm thân nhân, mỗi người về với nhiều lý do khác nhau. Nói chung, ai nấy cũng mua quà rất nhiều cho gia đình, người thân và bạn bè. Chuyến bay thẳng từ Úc đến Việt Nam sẽ mất 8 tiếng. Trong suốt chuyến bay, mọi người sẽ được nhân viên phục vụ hai buổi ăn chính và nước uống không giới hạn, có cả bia và rượu nữa. Trước mỗi chỗ ngồi có màn hình có thể theo dõi lộ trình bay, hoặc bạn có thể xem phim, nghe nhạc, chơi game. Đây là đồ ăn trên máy bay nè, có bánh mì nè, đây là bánh tráng miệng, đây là salad, có phô mai trên salad nữa, đây là nước sốt để dành cho salad. Đây là bơ để mình quét trên bánh mì. Rồi còn nóng dữ lắm. Hôm nay là ăn trưa với cơm gà nè. Thôi nghĩ chứ no lắm, ăn nhiều lắm á. Đây người ta cho mình sữa để lát thôi mình uống cà phê, uống trà. Trong đây là có muỗng, nĩa, dao như khăn giấy, như tiêu, muối. Mời cả nhà ăn trưa nha.
chờ không ăn được những đồ ăn trên máy bay cho nên cháu ăn mì gói. Ăn mì gói vậy mà cháu thấy nó ngon hơn á. Bây giờ là mình xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. 8 tiếng trên máy bay trôi qua cũng rất là nhanh vì mình được xem phim, ăn uống nên không thấy quá lâu. Đây là cái chiếc máy bay mình mới vừa hạ cánh đây. Sân bay ở Việt Nam nè. 2 năm mấy thì mới về nè. Đây là bên trong sân bay Tân Sơn Nhất. Get on that thing. Phía trước đó là đoàn tiếp viên hàng không trên máy bay cháu mới vừa đi nè. Họ đi ra cũng phải xếp hàng, họ mặc đồng phục từ giày dép tới vali cũng là đồng phục luôn. Hôm nay là mình mới vừa tới Sài Gòn luôn, đói bụng quá chừng luôn. Châu không có ăn được đồ ăn ở trên máy bay cho nên bây giờ đi ăn tối nè. Bữa nay là mình ăn ở Hoàng Ti. Đây là rau này rau rừng nè, thì phải rau trên núi á. Ăn cái rau này ngon lắm, mấy cái rau này ăn rất là ngon, cho rất là thích ăn mấy rau này và không có biết tên. Nhìn ngon ghê chưa? Cái rau này có lá xoài nữa. Ở đây không thấy lá xoài. Bình thường là có lá xoài, lá mận gì đó ăn ngon lắm. Cái này có rau này với rau này thôi à. Đây người ta cho mình ăn kèm nè. Cái này là đu đủ ngâm chua ngọt nè. Cái này là khế với lại chua chát nè. Đây là dưa leo với giá nè. Này là mắm nêm nè. Bên đây là có củ kiệu nữa nè. Đây là cái phần bắp bò nè. Cái phần này là được bán 195.000 phần này. Nick là rất là thích ăn mấy món Việt Nam bởi vì có nhiều loại nước chấm với nhiều loại rau thơm đều. Nick cuốn gỏi cuốn cũng rất là giỏi nữa. Put this one in here. Pickle. Thế đét. Đây là Nick ăn là mắm nêm này nha. Ăn giỏi lắm á. Dạ mì ngon quá. Mời cả nhà ăn nha, đói bụng lắm rồi đó. Đây là có những cái loại rau này nữa nè, Châu cũng không biết tên nữa nhưng mà ăn nó green banana. Cái rau này nó thơm thơm nè, không biết gọi là gì nữa. Ăn cũng hơi vị đắng đắng nhưng mà nó ngon, thơm lắm, không biết rau gì nữa. Cả nhà coi biết cái rau này rau gì không ta? Ai biết rau này đâu gì không để là comment cho cháu nha. Đây là cái món mình gọi là cái món thứ hai nè. Đây là chảo, cái chảo tôm với chả giò, rồi cái này là cái chả cá nè. Cái này là cái bánh cá chiên giòn nè. Mình ăn mình chấm với lại cái nước này nó rất là ngon, nước
này là nó có gan pate với thịt bằm ở trong đây nè, ăn nó mặn mặn ngọt ngọt ngon lắm, mời cả nhà ăn nha. Đường phố Sài Gòn 6 giờ sáng. Nick đang ngủ nghe cái tiếng reo này giật mình vậy, hỏi cho chứ là chuyện gì vậy? Cái chứ hồi xưa nhà cháu cũng hay mua mấy cái xe đẩy gì lắm, tiện khỏi phải đi chợ gửi xe rồi. Nhà bên đây có cái xoài nè. Nhà đối diện này giống như cái nhà thời của Pháp vậy đó, nhưng mà người ta ở tới giờ này chưa có, người ta không có bảo trì lại cho nên cái nhà nó xuống cấp. Đây hai người này đi dọc đường mà thấy giống như đang gây lộn vậy đó. Cái hai người này là chủ nhà ở đây nè. Chắc kén thăm bà con hay gì đó, nhiều chuyện. Nhà ở Việt Nam xây mấy tầng luôn nè, không biết có thông mới không nè. Chắc cũng có đó ha, chắc là khách sạn hay gì nè. Nhà nào cũng gắn máy lạnh hết. Nhà này để nó móc meo rồi hết, ngay mặt tiền luôn, không bảo trì lại. Người ta tới người ta giơ đồ, đi cho đồ gì nè. À, chắc bà con đi chơi nè. Gửi đồ cho, giờ lên xe về. Chở bà con ghé chơi. Hàng xóm cũng qua dòm nè, nghe kêu réo. Bên ngôi nhà bên đây cái nóc mà chắc bị nắng nóng hay gì, thấy lợp thêm một cái lớp bạc ở trên nè. Ở khu này toàn là khách sạn không nè. Đó, khách sạn không luôn. Bữa tối là bán ăn, bán đồ ăn đầy cái con đường này luôn nè, đầy đủ dịch vụ hết á. Có tiệm nail rồi nối mi làm tóc, nối tóc giả gì mà lum hết á. Cà phê nước hay uống ở Việt Nam. Nick sợ bước vô thấy người ta đang lau nhà cho nên Nick lau chân mà không có thảm ở đây. Để coi Nick có biết order bằng tiếng Việt không nha. Đó là về khách sạn, bạn thấy, về bây giờ.
kia là có cái tiệm bánh hamburger Lotteria của Hàn Quốc. Cái bánh burger này mình cũng thích, rất là thích ăn. Giá nó cũng phải chăng mà ăn nó cũng ngon nữa. Hello. Hey, I'm recording. Hello, Jake. Not Jake. Jake. What do you think about Vietnam after 2 years? Love it. Love it. 2.5 years. Good to be back. Mm-hmm. What makes you love Vietnam? Freedom, the weather, the food. The weather. Ah. Very hot. Đây là bên trong cái chỗ mà cho ở nè, có khu vườn nhỏ nhỏ, cũng là cái lối đi vô trong cái những cái căn hộ bên trong đây. Bây giờ trời còn sáng cho nên chưa có nóng gì lắm, chút trưa nắng lên chắc nóng á. Đây khu vườn xanh mát. Đây, bên trong đây là cái lối đi vào thang máy. Đây là khách sạn mình ở nè. Chỗ này thì một tầng nó có 2 phòng. Kế trên cùng luôn cái phòng ở đây. Bây giờ mình sẽ xin chào nha. Xin chào. Rất là hay xem cái ông thời gian ở bên Úc đúng không? À vậy hả? Cảm ơn anh nha. Hello. Really? Khi nào đã from Úc? What is your YouTube? There you go, even in Saigon đó. Yeah. Ở đây là con đường buổi sáng. Mình sẽ đi dọc đây để cho mọi người xem cái xung quanh cái chỗ vào ở ha. Ở đây là cái tiệm nail nè, phần tuyển nhân viên cắt da nè. Ở bên này có bán quán cơm bình dân. À, cái chỗ này là Thạch Thị Thanh, không biết cái tòa nhà này là gì luôn. Mà trần đường buổi sáng. Ở đây con đường này mình thấy nó cũng không quá ồn ào cho nên là mình ở đây mình thấy cũng thích nữa. Có bán đầy đủ đồ ăn sáng hết nè. Bên kia đường là có bán phở bò kho, bò xào trứng, bò giò diên. Đây như là cũng khách sạn hay gì nè. Đó, đây. Dạ, hi sao, hello. Đây người ta nướng cái gì nè, thịt nướng nè. Đây đang cơm tắm nè. Em bé đi học tự ăn sáng nha. Bên đây là có quán cà phê. Ở đây quá trời đông nè, chắc trường học ở đây nè. Ăn sáng. Đây có nhiều người ngồi uống cà phê. Buổi sáng các bà mẹ, các phụ huynh chở em bé đi học đây. Trường học đóng cửa rồi. Những người chạy vô đây chắc là giáo viên ha. Okay.
động buổi sáng. Đây thịt sườn nướng nè. Thơm ghê chưa? Bên đây là bờ. Đây những con đường bán đồ ăn sáng. Ủa không phải ăn sáng mà bán cả ngày lẫn đêm luôn. Giờ này còn sớm, mọi người chưa có mở cửa bán hàng.